Hello, chào mừng bạn đến với Velixify. Video ngày hôm nay thì sẽ giúp bạn so sánh Apple với lại một số công ty lớn trên thế giới để xem là Apple lớn cỡ nào so với các đại gia trên thế giới thì sao. Lý do mình làm video này bởi vì là sau nhiều năm sử dụng điện thoại hệ điều hành Android thì mình cũng thấy là nó có nhiều ưu điểm nhưng mà cũng có những nhược điểm nhất định. Ví dụ như là sau nhiều năm sẽ bị chậm, lag. Nên là gần đây khi điện thoại cũ của mình hỏng thì mình đã đổi sang iPhone. Dùng được một thời gian và thấy là rất là hài lòng với cái điện thoại mới này. Nên là mình tìm hiểu sâu hơn về Apple và xem một số sự kiện ra mắt và sản phẩm của họ. Thì mình thấy rất là ngưỡng mộ công ty này. Họ làm nên những sản phẩm thực sự là chất lượng, tinh tế và đẹp. Và tất nhiên là giá khá là cao nữa. Tuy nhiên là khi người dùng sử dụng thì trải nghiệm của nó xứng đáng với số tiền bỏ ra. Đó là lý do mình tò mò tìm hiểu về Apple và muốn chia sẻ với mọi người là công ty này lớn đến cỡ nào. Mình sẽ dùng bảng xếp hạng Fortune Global 500 phiên bản năm 2021. Bảng xếp hạng này bao gồm 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu tính theo tổng doanh thu năm 2020. Ok, bắt đầu nội dung thứ nhất là Apple đứng thứ bao nhiêu thế giới trong bảng xếp hạng này. Thì như các bạn thấy trên màn hình, Apple đứng thứ 6 thế giới. Một thứ hạng quá là khủng luôn. Các vị trí dẫn đầu thì như các bạn thấy trên màn hình, số 1 là Walmart, tập đoàn bán lẻ đa quốc gia hàng đầu của Mỹ. Số 2 là tập đoàn điện lực Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước. Số 3 là Amazon, thứ 4 cũng là một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, là tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc. Thứ 5 là Sinopec, hay còn gọi là tập đoàn hóa chất và dầu khí Trung Quốc, cũng là một doanh nghiệp nhà nước. Và thứ 6 là Apple. Như vậy là về doanh thu thì Apple đứng thứ 6 trên toàn thế giới. Doanh thu năm 2020 của Apple là 274,515 tỷ đô la Mỹ. Để hiểu được 1 tỷ đô la Mỹ lớn cỡ nào thì mình mời các bạn xem một số ví dụ sau. Tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng thì nó thay đổi theo thời gian. Thời kỳ trước là khoảng hơn 23.000 đổi lên 1 đô la. Hiện nay là khoảng 22.800 đổi lên 1 đô la. Nên mình sẽ lấy mức trung bình là 23.000 các bạn nhé. Thì 1 tỷ đô la Mỹ sẽ tương đương khoảng 23.000 tỷ Việt Nam đồng. Số tiền này đủ để xây một tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai và đủ để xây 1/2 tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Ví dụ tiếp theo, số tiền 1 tỷ đô la Mỹ có thể xây được gần một nửa tuyến metro Bến Thành Suối Thiên, bởi vì tổng vốn đầu tư của tuyến metro này rơi vào khoảng hơn 2 tỷ đô một chút. Ví dụ nữa về làm từ thiện. Ví dụ bạn là một đại gia có 1 tỷ đô trong tay. Bạn đi làm từ thiện mỗi ngày tiêu hết 1 tỷ đồng đi thì bạn phải làm từ thiện 63 năm bạn mới có thể tiêu hết 1 tỷ đô. Đó, các bạn thấy 1 tỷ đô nó lớn cỡ nào chưa? Ok, quay trở lại tiếp tục với Apple. Thì bảng đầu tiên này là bảng xếp hạng doanh thu của 6 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Doanh thu hiểu nôm na là số tiền thu được từ việc bán sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Doanh thu thì Apple đứng thứ 6 nhưng về lợi nhuận thì họ không đứng thứ 6 đâu các bạn ạ, họ đứng đầu thế giới luôn về lợi nhuận. Lợi nhuận chúng ta có thể hiểu đơn giản là doanh thu trừ đi chi phí. Thì lợi nhuận của Apple đứng thứ 1 thế giới theo bảng xếp hạng phiên bản năm 2021 Fortune Global 500. Lợi nhuận số 1 thế giới luôn, các bạn nhìn đây, 57,4 tỷ đô la Mỹ. Và đây là các công ty xếp sau. Có công ty dầu mỏ của Ả Rập này, Softbank của Nhật Bản này, Ngân hàng Thương mại Công nghiệp của Trung Quốc này, Microsoft này, Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett này, Alphabet chính là công ty mẹ của Google này, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc này, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc này, và Facebook. Đây là 10 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất toàn cầu theo năm tài chính năm 2020 theo bảng xếp hạng Fortune Global 500. Thì Apple đứng đầu luôn, các bạn thấy khủng khiếp không? Bán iPhone lại kinh khủng. iPhone cũng chính là sản phẩm mà đóng góp nhiều nhất vào trong tỷ trọng doanh thu của Apple với khoảng gần 55% trong tỷ trọng doanh thu của Apple. Ok, đó là những con số khá khô khan về doanh thu và lợi nhuận của Apple. Thì để hiểu hơn Apple lớn như thế nào, chúng ta hãy so sánh nó với các hai điện thoại khác. Đầu tiên là so sánh với Xiaomi. Xiaomi thì năm 2020 là năm đầu tiên mà họ được lọt vào bảng xếp hạng Fortune Global 500, 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu. Xiaomi phát triển rất ấn tượng trong 10 năm qua và lần đầu lọt vào bảng xếp hạng này vào năm 2020. Theo bảng xếp hạng này thì Xiaomi xếp thứ 338 thế giới về doanh thu. Nếu so với Apple thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình mình đã tính sẵn ra, doanh thu của Apple gấp khoảng 7,7 lần của Xiaomi, còn lợi nhuận thì gấp khoảng gần 20 lần. Các bạn thấy khủng khiếp không? Mặc dù Xiaomi đã phát triển rất mạnh mẽ và tháng 6 năm nay thậm chí đã bán được nhiều máy nhất thế giới hơn cả Samsung và Apple. Tuy nhiên về doanh thu và lợi nhuận của năm 2020 thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, Apple quá khủng. Một ví dụ nữa cũng là một so sánh với lại một hãng Trung Quốc, đó là Huawei. Huawei cũng là một hãng cực khủng, xếp hạng 44 thế giới về doanh thu. Quá khủng luôn, Huawei cũng rất là khủng. Nhưng so với Apple thì sao? Apple vẫn doanh thu hơn Huawei gấp 2,1 lần, còn lợi nhuận thì hơn gấp 6 lần. Các bạn thấy Apple hút máu khủng khiếp không? Lợi nhuận quá khủng khiếp, đứng đầu thế giới cơ mà. Rồi, so với những ông lớn mà Apple còn chênh lệch như thế, thế còn so với một ông lớn của Việt Nam thì sao? Mình sẽ làm phép so sánh nhanh với Viettel. Nếu so với Viettel thì năm 2020 doanh thu của Viettel đạt khoảng 264,1 nghìn tỷ đồng, tương đương với khoảng 11,48 tỷ đô la Mỹ.
còn lợi nhuận trước thuế thì khoảng 1,73 tỷ đô la Mỹ. Mình đã cố gắng tìm kiếm nhưng mà hiện chưa thấy thông tin về lợi nhuận sau thuế của Viettel, mình sẽ dùng tạm lợi nhuận trước thuế nhé. Thì về doanh thu, với con số này thì Apple gấp 24 lần doanh thu Viettel. Các bạn thấy khủng khiếp không? Viettel Việt Nam là một trong những doanh nghiệp top đầu về doanh thu và lợi nhuận rồi, thế mà Apple còn gấp 24 lần. Lên về doanh thu, còn về lợi nhuận thì thậm chí còn gấp hơn 33 lần. Hơn 33 lần. Khủng khiếp không các bạn? Ok, đó là những cái so sánh nhanh để các bạn thấy được quy mô của Apple lớn như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem video. Subscribe ủng hộ chúng mình nhá. Cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.